Vừa rồi anh ta di chuyển không tốt lắm nên phải mang cái tốc biến để có thể vượt địa hình lùi về an toàn. Nhưng đây là thời điểm mà đã phát hiện ra Spirit muốn tấn công khu vực đường dưới. Cặp đôi của Invisioner không còn tốc biến nữa họ. Ui, oh, tốc biến xuống. À, chính xác là cả cái hộ thể lên con mắt đó nữa. Và Umty, anh ta có một pha xử lý phải nói là cực kỳ chính xác luôn, và chiến công đầu là phần thưởng xứng đáng. Và anh ta nhảy vào lính kích hoạt chi quy để lấy được 5 điểm hung tợn để ném Bugala giữ chân. Nhưng thời điểm đó Snowflower đứng trong bụi và gây sát thương ngược trở lại, khiến cho chính Spirit là người phải sử dụng tốc biến để thoát đi. Lại bằng tỷ lực lên trúng đường dưới trúng. Rama lại không còn năng lượng nữa. Và Marin dịch chuyển xuống, anh chàng này đang đóng vai trò dứt điểm. Nhưng từ đâu đó sát lượng sát thương của Snowflower lên người của Rama là đủ. Và anh ta có được một điểm chiến công trước khi nằm xuống. Người dứt điểm vị trí của Snowflower là Marin. Và bây giờ Xu cũng muốn dịch chuyển xuống khu vực này. Chiêu cúi lên và bị hất tung bởi sóng thần. Teddy đã dứt điểm được thành công Nami. Nhưng Marin bị giữ chân lại. Kuzan đang xuất hiện. Anh ta có một chiêu cúi chặn đường đối phương rất tốt. Nhưng bây giờ không ai đủ lượng máu để có thể tăng trụ tiếp tục tấn công cả. Nhưng cái dấu ấn của anh ta từ nãy giờ là chưa có. Nhưng bây giờ bị đá ngược về thêm một lần nữa. Dấu ấn của Spirit đã có rồi. Có rồi. Đánh một cái hệ thống nổ, hai người đi ngang đây. Nhưng rất tiếc là những kỹ năng định hướng thì nó không tìm được mục tiêu của mình. Nhưng chiếc cuối của Teddy thì đã thành công. Và anh ta là người được thưởng điểm hạ gục vừa rồi. Trận của Marine nó đang không còn bao nhiêu máu cả. Và với việc xuất hiện cặp đôi đường dưới họ của bên đường trên thì đảm bảo cho khoảng thời gian tồn tại của cái trụ này sẽ dài thêm một chút. Marine đang phối hợp với đồng đội của mình là XO, chính xác là Spirit lao vào. Nhưng có một tình huống thủy lôi tầm nhiệt vào nguồn của Spirit. Và nó không ngăn cản cho anh ta hỗ trợ vị trí Marine dứt điểm ở vị trí Umty. Và bạn đã mất người chơi trên rừng, tức là con rồng nước này sẽ thuộc bên phía của Africa. Vì họ có tầm nhìn từ vị trí của Spirit, họ biết được khoảng cách này. Ê, nên bật chiêu cuối vẫn có khả năng can thiệp, nhưng không cần đến những con người khác. Đánh 2-2 thôi gì nè, vẫn là có lợi vì họ là dứt điểm thành công Rammer chắc chắn luôn. Bây giờ tôi xin với lượng máu thôi nhá, anh ta vẫn có thể tiếp tục ở lại và kiểm soát tầm nhìn giúp đồng đội. Đại băng tỉ một lần nữa không thành công, lao vào đó là Spirit. Teddy đang gặp nguy hiểm, anh ta bị giật lại bởi chiêu cuối của Kuro, và Kuro là người dứt điểm luôn. Một tình huống làm cho tôi hú hồn. À, anh ta mở rồi, có dấu hiệu trên người của Lee Sin rồi. Anh ta mở rồi, cái trạng thái mà Rengar skin này chắc là anh Linh không đánh quen với tôi. Cũng may mắn mở hộp ra skin này với vàng vàng như vậy là đang mở rồi đó. Nhảy vào vị trí Xu, nhưng Marine thì mất quá nhiều máu, sóng thần tung ra trúng hai người. Teddy đang phải lùi, đại băng tiễn trúng vào vị trí Xu. Và Xu sẽ là người đứng đó hứng hết tất cả mọi thứ để đồng đội có thể sống sót. Về cái mặt phản xạ thôi nha. Đó, trúng rồi kìa. Đó, Snowflower là được. Người hứng cái chiêu cuối đó. Được, hay. Tôi quên mất là Snowflower cũng rất mỏng manh. Đúng vậy. Là Rammer không nằm xuống đó mà người nằm xuống là Umty. Spirit bị bắt giữ lại. Tiến vào. Hơi bị vô duyên. Thôi. Cái này là... tốc độ đánh của Tuzin khá hạn chế vì anh ta không có nhiều. Rồi, chiêu cuối chí mạng nè. Marine vừa mới dịch chuyển. Anh ta sẽ là người đi ra đường, nhưng cái tốc độ ăn Baron nó quá chậm. Sóng thần tung vào cái hang này, khép góc đối phương. Snowflower gãy ngay lập tức, Teddy bỏ chạy và con Baron nó được giữ lại. Nhưng bây giờ Zine để xem ai chạy được đây. Còn vẫn còn 4 người mà chỉ mỗi Snowflower gục trong tình huống vừa rồi thôi. Tuy nhiên nó rất là ít. Spirit bây giờ vẫn còn thời gian của các chiêu cuối và anh ta đang tìm kiếm mục tiêu. Marine đã bắt đầu tiếp cận chiêu cuối đẹp. Umty đang bị cô lập, còn Snowflower thì bị quá nhiều sát thương nhồi vào. Anh ta luôn luôn là người nằm xuống đầu tiên của bên phía Zine. Nhưng lần này giao tranh vẫn chưa dừng lại khi Spirit bị móc trúng. Anh ta đang được hồi máu và cái dây chuyền chuộc tội một tình huống thủy ngục không chính xác vào vị trí của Xu. Sóng âm thì ghim vào người của Marine nhưng không có cách để đu vào. Kuzan bây giờ dựng chiêu cuối. Và cái chiêu cuối này nó đang cô lập Marine với bản thân của anh ta. Nhưng góc bên này thì một người mất đi giáp hồi sinh, đó là vị trí của Umty. Nhưng Africa Freak đang còn rất ít máu. Umty hộ thể về nhưng không về thành công trong tình huống vừa rồi. Rồi Tuzin quyết định tốc biến thủy ngục và Teddy. Và Teddy thậm chí còn bị cả kiệt sức nữa kìa. Và đó là một tình huống double kill dành cho Kramer. Giao tranh quá tuyệt vời dành cho triple kill không này? Có hay không này? Có nhiều hay không này? Có triple kill dành cho Kramer. Và đó là một tình huống mà riêng Ringwin thất bại hoàn toàn. Tất biệt bạn sẽ bị bắt, nhưng hãy khoan nói, đã nói từ tình huống này trước đi. Trời. Khi lại là một chiêu cuối quá đẹp của Marine. Spirit bây giờ là người dứt điểm vị trí của Kuzan. Marine hóa về dạng đồng hồ cát và anh ta rất khỏe, thậm chí anh ta có rất nhiều giáp được tạo nên. Trì hoãn được khoảng thời gian chiến thắng của đối phương thôi. Chứ họ chúng không... chưa biết nha, chứ bây giờ ví dụ như một tình huống mà Marine sử dụng chiêu cuối nó không đẹp, Kuro cũng không xoáy chúng ai, thì đó khoảng thời gian phản công được dành cho bên phía Zinel. Tức là họ theo ý của Linh là họ phải đợi cho mình phải cái phích phạm hoặc, xe lạnh. Hoặc nè, cái hạt nó mới quan trọng nè, hoặc là một tình huống mà Umty có được một pha tạo đột biến với Lee Sin. Nổ lông cước đâm người. Ông anh ta nổ lông cước đó, ví dụ như Marine. Ví dụ là Marine ở đây. Chiêu cuối không đẹp đến từ Marine. Tôi thấy nó đẹp.
Cái đại bằng tiễn nó đẹp, nó trúng Snowflower, nó trúng cu ra này làm sao mà không đẹp được. Snowflower đã gãy rồi, Teddy cũng xém xém gãy, nhưng anh ta vẫn có thể lùi về được. Spirit không còn nhiều máu, nhưng anh ta có giáp thiên thần mà anh ta vẫn rất tự tin. Xu móc vào cái trong công trình để có thể lùi về. Kỳ lâu anh ta cực kỳ kiên nhẫn. Spirit đi xung quanh lấy tầm nhìn rồi quá đẹp vào. Anh ta dứt điểm được Teddy và bang mất đi xạ thủ rồi. Những người còn lại để xem Zinghe sẽ giải quyết như thế nào đây. Marine đang bị quá nhiệt, anh ta đang bị câm lặng và anh ta đã bị dứt điểm. Người dứt điểm là Xu, nhưng vẫn còn những thành viên khác của Africa Freak Umty không còn đường về. Và một lần nữa anh ta chạy về nhà của bên phía Africa Freak. Tốc biến lên thủy ngục không thành công. Giả như cái con cua kỳ cục đó là của Zine thì anh chàng Umty sẽ được tăng tốc độ di chuyển. Nhưng bây giờ anh ta có giáp liệt sĩ rồi. Thủy ngục thêm một lần nữa không thành công. Lính ở đây hộ thể vào lính chạy tiếp tục. Nhưng Orianna của Kuro thì để xem có đủ di chuyển rồi. Chạy ngược trở lại. Anh ta đã chạy marathon. Ê, bị làm chậm rồi. Và đã bị dứt điểm rồi. Africa Freak tấn công không thành công không sao cả. Họ vẫn đang có lợi thế vì đối phương vẫn đang mãi mê với những con lính siêu cấp kia. Và họ tiến ra đại bang tỷ lần này trúng vào ai đây? Vào Teddy từ phía góc đằng xa. Nhưng Xu bơi vào. Rammer thì bị kiệt sức. Rammer bị Umty dứt điểm với một cú sóng âm cuối cùng. Và cả Kuro cũng như vậy. Một tình huống nổ lông cước. Và thêm cả Tuzin nữa. Sinerin Win đang quét gần như là sạch bên phía Africa Freak rồi. Vẫn còn một thành viên tàng hình, đó là Spirit. Spirit quyết định nhảy ra. Anh ta dứt điểm được vị trí Teddy. Nhưng có là hành động quyên sinh hay không thì vẫn còn chưa biết. Bởi vì khu vực đường giữa có những con lính nó đang nhảy. Spirit đang thể hiện anh ta có double kill, nhưng sẽ không có triple kill đâu. Tôi tin là như vậy. Bây giờ anh ta hồi sinh lên là Umty đá thẳng mặt ngay lập tức luôn. Rồi tự buông chuột ơi. Tự buông chuột. Không còn nói cho mình chiêu cuối nữa. Khả năng đào thoát là gần như không có. Với một tình huống chặn tường rất tốt, một lần nữa chúng ta thấy được tốc biến lên. Và Kuro là mục tiêu được chọn. Kuro bị sốc sát thương. Kuro vẫn còn chiêu cuối. Và lấy ai để xoáy đi. Africa Freak Marine đang bị câm lặng. Nhưng bây giờ anh ta có đồng hồ cát. Dây chuyền chục tội đang hạ xuống. Nhưng Marine thì đã gãy rồi. Và riêng Erin Nguyên đang còn tận 5 thành viên. Và không ai gặp nguy hiểm cả. Trong khi đó Africa Freak chỉ còn mỗi Tuzin chờ chết. Và đó là một tình huống quét sạch đầu tiên cho ban đầu này dành cho bên phía Zinerin Win. Và một tình huống quá tra kill dành cho Umty, nhưng ta không có Penta kill. Nhưng Zinerin Win sẽ có cơ hội dứt điểm được ban đầu này, thậm chí là bê về di chuyển không, ra thì vẫn thắng được. Ai bê về nhưng có khổ là về việc đó, đúng là như vậy. Đừng nghe theo những gì mà anh Nhật vừa mới nói. Chiến thắng đang đến rất gần các bạn. Các bạn chỉ cần phá trụ, phá nhà chính nữa thôi. Đứng nhảy cái cậu giờ quá tuyệt vời.